Cảm ơn các bác đã quay trở lại với kênh YouTube đồ gỗ Ba Đại chúng em. Trong video clip hôm nay em cũng muốn giới thiệu cho các bác về một số sản phẩm đồ gỗ. Em cũng chân thành cảm ơn các bác những cái clip vừa qua để ủng hộ cơ sở đồ gỗ Ba Đại rất là nhiều. Sản phẩm đầu tiên trong video clip hôm nay em muốn giới thiệu đến cho các bác đó là một chiếc khay vuông. Với chiếc khay vuông có chất liệu nào gỗ vụ hay còn gọi là vụ mật. Em đo thông số cho các bác nắm về kích thước. Với đường kính thì em đo là vuông 24 cm. Em quay chi tiết với chiếc khay vuông có chất liệu là gỗ vụ, được thảm cảnh tích nha các bác, thảm ốc xà cừ ạ, ốc 7 màu phối màu rất là đẹp, những đường nét cắt tỉa rất là tơ tóc và sắc nét. Với chiếc khay ạ, hàng thảm tứ diện 4 mặt ạ. Và đây là trong lòng khay, các bác xem ạ. Bát tiêu phu đi cánh củi ạ, được cắt tỉa, phối màu, chất ốc rất là đẹp nha các bác. Với chiếc khay vuông gỗ vụ này em cũng báo giá giao lưu ạ, giá là 2.500.000, bao miễn phí ship cho tất cả các bác rồi. Và tiếp theo này em có một chiếc kỷ, với chiếc kỷ có chất liệu là gỗ chắc ta, em đo thông số cho các bác nắm về kích thước. Với đường kính mặt em đo là vuông 29 cm. Cao là 18 cm. Em quay chi tiết ạ. Xem ạ. Chất gỗ ạ, lành nặng liền lạc ạ. Vân gỗ rất là đẹp. Hàng dày dặn chắc chắn nha các bác. Trần ạ. Trần rất trần vành cong uốn lượn. Chất gỗ dày dặn chắc chắn ạ. À, nên đến mặt ạ. Với lòng ván bên trong ạ, lòng ván liền với chất gỗ đỏ đen ạ. Vẫn cực kỳ là đẹp. Với chiếc kỷ gỗ chắc này em bao đẹp cho các bác từ trong ra ngoài. Em cũng báo giá giao lưu ạ, giá là 2.800.000, em bao miễn phí ship cho tất cả các bác ạ. Với chiếc kỷ gỗ chắc này. Và sản phẩm tiếp theo em muốn giới thiệu đó là một bộ bàn trà gỗ chắc cũ ạ. Với bộ bàn trà gồm có 7 món ạ, gồm có 6 đôn và một bàn. Em đo thông số cho các bác nắm về kích thước của chiếc bàn. Với đường kính của mặt bàn này, em đo là 90 cm. Cao là 75 cm. Em mang đến gần và em quay chi tiết. Đây là về phần liễu bàn được chạm ạ. Rơi ngậm kim tiền nha các bác. Hàng được chạm bằng tay thủ công ạ. Các bác xem vào có thể cảm nhận được ạ, chất gỗ cực kỳ dày dặn chắc chắn. Hàng được chạm tứ diện. 4 mặt như nhau ạ. Và đây là phía dưới ạ. Phía dưới bàn có một chiếc sàn để các bác sử dụng đựng đồ ạ, rất tiện nghi thoải mái. Những trụ chân ạ, cực kỳ dày dặn và chắc chắn để được đục chạm nha các bác. Hãy nên đến mặt bàn ạ. Bên trong ạ, đá cẩm thạch tự nhiên, đá vân núi nha các bác. Chất đá qua thời gian 5 tháng ạ, rất là già. Và đã đến điểm ngoài ạ. Các bác xem ạ. Hàng đã qua thời gian 5 tháng, chất gỗ ạ, vân gỗ thì cực kỳ là đẹp rồi. Tem gỗ rất là nổi rồi nha các bác. Tiếp theo với 6 chiếc đôn có kích thước như nhau. Em đo thông số đại diện một cái cho các bác nắm về kích thước. Đường kính mặt đôn này em đo là khoảng 36 cm. Cao 40 cm nha các bác. À, phần liễu được đục chạm ạ, những đường chuyện, những đồng tiền, hàng đục chạm tứ diện, 4 mặt như nhau, gỗ rất là nặng nha các bác. Đây là mặt sau ạ. Vần gỗ ạ, trần, những trụ trần cực kỳ dày dặn và chắc chắn luôn. Với bộ bàn trà gỗ chắc cũ ạ, hàng đã qua thời gian, qua 5 tháng, cơ sở em đã kiểm tra rất là kỹ. Hàng rất là đẹp nha các bác, cực kỳ dày dặn chắc chắn ạ. Gỗ chắc ta 100%. Các bác giờ có nhu cầu để giao lưu là cơ sở em sẽ vào si sát làm bóng lại trước khi giao đến tận nơi cho các bác. Em cũng báo giá và giao lưu ạ, giá là 35 triệu, em bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác với bộ bàn trà gỗ chắc cũ này. Và tiếp theo ạ, là sang bên đây này, em có một bộ trúc nam gỗ vụ. Với bộ trúc nam gỗ vụ này, bộ gồm có 7 món, gồm có 4 ghế, 2 đôn và 1 bàn. Em đo thông số cho các bác nắm về kích thước của chiếc bàn.
Đường kính mặt bàn em đo là vào khoảng 89 cm. Cao là 77 cm nha các bác. Em đến gần thì em quay chi tiết của chiếc bàn, những phần liễu ạ, được đục chạm ạ, cầu kỳ thủ công, đục chạm tứ diện các mặt như nhau. Gỗ liền nạt này nặn nhà các bác, không có nứt nẻ cong vênh gì luôn ạ. Chất gỗ rất là đẹp, dày dặn chắc chắn. Đây gồm có 6 trụ chân đều được đục trúc ạ. Những trụ chân ạ, gỗ nguyên khối các bác xem ạ. Cực kỳ là dày dặn và chắc chắn rồi. Chất gỗ này nặng liền nè, em bao đẹp cho các bác từ trong ra ngoài. Và nên đến mặt bàn ạ. Bên trong ạ, đá vân núi rất đẹp nha các bác. Vân đá rất đẹp ra bên ngoài ạ. Đó, chất gỗ ạ, vân gỗ. Vân gỗ nổi lên ạ, rất là đẹp, hàng này nặng nha các bác. Rất là đẹp luôn ạ. Và tiếp theo với 4 chiếc ghế thì có kích thước này như nhau. Em đo thông số đại diện một cái cho các bác nắm về kích thước. Bộ trúc nam gỗ gụ này hàng đá bầu nha các bác. Với chiều ngang của ghế em đo là 59 cm, sâu là 49 cm. Và tổng chiều cao của ghế ạ, em đo là 107 cm. Em mà đến gần thì em quay chi tiết với phần tựa trên cùng đây ạ. Hai bên được đục chạm hai con chim và dưới được đục chạm ạ. Nhau cuốn trúc, những đường nét đục chạm ạ, rất cầu kỳ và thủ công. Ở chính giữa tất cả và tựa ghế bên trong ạ. Đá bầu nha các bác, đá vân núi tự nhiên rất là đẹp ạ. Hàng đục chạm rất tỉ mỉ thủ công. Phần tay ạ, tay đều được đục chạm, đều được đục trúc nha các bác. Tất cả nòng ván ghế ạ, nòng ván liền. Đây là phía dưới, hàng dày dặn chắc chắn nha các bác. Em bao đẹp cho các bác ạ. Những phía dưới đều được đục trúc, chân ạ, được vanh cong uốn lượn. Với chiếc ghế thì hàng đục chạm tứ diện, bốn mặt. Em quay sang mặt sau ạ. Mặt sau được ốp gỗ nha các bác. Các bác xem và có thể em quay chi tiết nhất có thể ạ. Mặt sau được đục chạm đúng như mặt trước luôn ạ. À, đục chạm tứ diện bốn mặt như nhau. Mặt sau ạ, gỗ nành nặng liền nạc, không có nứt nẻ hay cong vênh gì ạ. Em quay chi tiết ạ, những chiếc ghế còn lại cho các bác có thể được xem được kỹ hơn về bộ trúc nam gỗ gụ đá bầu này. À, không có điểm chê thì luôn nha các bác. Và tiếp theo với 2 chiếc đôn thì kích thước là như nhau. Em đo thông số đại diện một cái. Với đường kính của mặt đôn em đo là 34 cm. Cao là 44 cm. Em quay chi tiết ạ. Tất cả những phần liễu đều được đục trúc ạ. Chân cũng thế ạ. Những ống trúc, mắt trúc. Hàng đục chạm là tứ diện, bốn mặt như nhau. Chất gỗ liền nạc, nành nặng nha các bác. Đây ạ, sau ạ, em bao đẹp cho các bác ạ, từ trong ra ngoài. Bên trong ván đôn ạ, đá nha các bác. Bên ngoài gỗ ạ, với bộ trúc nam gỗ gụ này. Hàng em bao đẹp cho các bác, dày dặn chắc chắn. Niền nạc ạ, không có nứt nẻ cong vênh gì luôn ạ. Và em cũng báo giá và giao lưu. Giá là 24 triệu, em bao bị phí ship toàn quốc cho tất cả các bác với bộ trúc nam gỗ cụ này. Và tiếp theo, lại sang bên đây thì em có một siêu phẩm muốn giới thiệu. Đó là một ông cụ di nạc đứng dưới gốc cây tùng. Với cụ di nạc có chất liệu là gỗ chắc ta nha các bác. Em đo thông số ạ. Cái chân đế nó không phải gỗ chắc ạ. Nếu mà em đo từ chân đế mà nên đến đỉnh của tượng, em đo nó khoảng 75 cm. Chiều cao của tượng ạ, em đo là 58 cm. Ngang là 40 cm. Em mà đến gần ạ, vậy em quay chi tiết cho các bác. Với ông cụ di nạc đứng dưới gốc cây tùng. Em xem ạ. Gương mặt cụ cười rất là tươi. Tay cụ vác một cây gậy như ý ạ.
một quả hồ nô. Nên để trên cây tổ ngoại các bác xem những đường nét đục chạm ạ, kinh bong thủ công ạ, hàng đục chạm thủ công nhà các bác, rất cầu kỳ ạ, một chất gỗ đỏ đen ạ, vân cực kỳ là đẹp. Đây dưới ạ, đây là phía dưới. Quay sang bên hông ạ. Đây một tay ạ, cụ ôm một bao tiền nha các bác. Dưới là lũa tự nhiên ạ. Chất gỗ đỏ đen rất là giá trị ạ. Hàng đục chạm thủ công. Kích thước của tượng ạ. Là cao là 58 và ngang là 40. Từ chân đế mà lên đến đỉnh ạ là 75 nha các bác. Các bác thích sưu tầm hàng độc lạ, hàng trưng bày thì cực kỳ là VIP rồi. Em cũng báo giá và giao nữa với ông cụ Di Nạc đứng dưới gốc cây tùng, giá là 6 triệu, em bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác. Và tiếp theo ạ, nên bên trên đây ạ, này em có một bức tranh đồng quê. Với bức tranh đồng quê có chất liệu là gỗ vụ hay còn gọi là vụ mật. Đầu tiên đo thông số cho các bác nắm về kích thước. Với bức tranh đồng quê có tổng chiều dài là 217 cm, cao là 107 cm. Em đến gần em quay chi tiết với bức tranh đồng quê ạ, có chất liệu là gỗ vụ và được thảm ốc xà cừ nha các bác. Ốc 7 màu phối màu ạ, rất là đẹp. Với chính giữa ạ là được khảm ạ, cây đa đình nhà. Những đường nét cắt tỉa tơ tóc sắc nét. Sang bên đây là những bác nông dân đi chăn trâu ạ. Chất ốc 7 màu phối màu cực kỳ là đẹp nha các bác. Bên đây là những em bé chăn trâu thổi sáo, các bác tiệp phu đi cánh củi ạ. Được cắt tỉa ạ. Các bác nhìn vào tổng thể bức tranh đồng quê nhìn rất là có hồn. Chất gỗ ạ, lành nặng nhìn nạc. Hàng dày dạn chắc chắn nha các bác. Không có nứt nẻ cong vênh gì luôn ạ. Với bức tranh đồng quê này em bao đẹp cho các bác. Với kích thước là ngang là 2m17, cao là 1m07. Các bác có thể ứa mạo phù hợp với không gian của gia đình. Bác treo ở không gian phòng khách thì rất là đẹp nha các bác. Và đã đến ngoài khung ạ, những đường nét đục truyện, những đường nét hoàn là tây ạ, được đục chạm chạy quanh điểm khung. Và ngoài cùng ạ là những đường oval, những đường dây neo liên chi là được khảm ạ, chạy quanh mặt khung. Chất gỗ dày dạn chắc chắn nha các bác, hàng rất là đẹp ạ. Và với bức tranh đồng quê này em cũng báo giá và giao lưu, giá là 17 triệu, em bao miễn phí ship cho tất cả các bác luôn ạ. Và tiếp theo xuống dưới bên đây này em có một bức tranh chắc. Với tấm tranh chắc được khảm một đôi phu thê viên mãn. Đầu tiên em đo thông số cho các bác nắm về kích thước. Với bức tranh có tổng chiều ngang là 109 cm, cao là 50 cm nha các bác. Khung giấy 3 cm ạ. Em đến gần và em quay chi tiết với tấm tranh chắc. Có chất liệu là gỗ chắc ta và được khảm trên nền gỗ chắc. Những phần trắng trắng hồng ở đây đó là ngà, thân là gỗ xưa và kết hợp với đó là ốc xà cừ. Những nguyên liệu cực kỳ là quý hiếm rồi. Với tấm ván bên trong là lòng ván liền ạ. Chất gỗ đỏ đen vân cực kỳ là đẹp. Và các bác xem và cảm nhận được cái nét đẹp ạ, rất là tinh tế của bức tranh chắc này. Những đường nét cắt tỉa tơ tóc và sắc nét đến từng chi tiết nhỏ. Được phối màu rất là đẹp ạ. Ngoài khung ạ đều được khảm nha các bác. Những đường nét ạ được cắt tỉa chạy quanh liềm khung. Các bác xem video chưa kỹ, chưa rõ cũng có thể kết bạn với em qua số điện thoại cũng là số Zalo của em là 0944058115. Em có thể gửi chi tiết hơn cho các bác về bức tranh chắc phu thê này. Và em cũng xin báo giá. Giá của bức tranh là 16 triệu, em bao miễn phí ship cho tất cả các bác thôi ạ. Và tiếp theo là sang bên đây này, em có một tấm đúc địch thuận buồm xuôi gió. Với tấm đúc địch có chất liệu là gỗ vụ hay còn gọi là vụ mật. Em đo thông số cho các bác nắm về kích thước.
Với chiều cao em đo là 60 cm, ngang 40 cm. Em đến gần và em quay chi tiết cho các bác. Với tấm đốc nịch có chất liệu là gỗ vụ hay còn gọi là gỗ mật, để khẳng cảnh thuận buồm xuôi gió nha các bác. Hàm ốc xa cừ ạ, ốc 7 màu phối màu rất là đẹp. Hàng cắt tỉa tỉ mỉ thủ công ạ. Bên ngoài khung ạ, những đường ô van, những đường dây neo liên chi là cũng được khảm kín mặt khung ạ. Gỗ liền lạc lành nặng nha các bác, không nứt nẻ cong vênh gì đâu ạ. Em bao đẹp cho các bác. Với tấm đúc nịch thuận buồm xuôi gió này em cũng báo giá giao lưu, giá là 2.800.000. Này em bao miễn phí ship cho tất cả các bác rồi ạ. Và xuống dưới bên đây này em có một bức bình phong của siêu phẩm VIP, đến thời điểm hiện tại là chỉ có 102 bên cơ sở đồ gỗ ạ. Với bức bình phong có chất liệu là gỗ chắc ta Việt Nam, em đo thông số cho các bác nắm về kích thước. Với tổng chiều ngang em đo là 125 cm, cao là 76 cm, ngang là 30 cm nha các bác. Em đến gần và em quay chi tiết. Với bức bình phong được khảm một đôi phu thê viên mãn, có chất liệu là gỗ chắc ta Việt Nam và được khảm trên nền gỗ chắc. Những phần trắng ở đây đó là ngà, thân là gỗ xưa và kết hợp với đó là đá quý. Với những nguyên liệu ạ, thuộc vào top 1 luôn ạ, của Việt Nam, cực kỳ là quý hiếm ạ. Các bác xem ạ, hàng được đục chạm nộp ở nhà các bác. Hàng cắt tỉa tỉ mỉ thủ công ạ, để từng chi tiết nhỏ. Với những nguyên liệu quý ạ. Với chất gỗ xưa nha các bác. Các bác xem ạ, nhìn vào đôi phu thê viên mãn ạ, được cắt tỉa ạ, nhìn rất là có hồn. Ở bên đây ạ là 4 chữ hoa khai phú quý ạ. Câu chữ rất là ý nghĩa cho bộ bức bình phong. Với tấm ván bên trong đây là lòng ván liền ạ. Không biết là chất liệu nào gỗ chắc ta, mình kiếm được tấm ná vừa to vừa dài mà vân đẹp như thế này ạ, thì cực kỳ là quý hiếm rồi. Với bức bình phong khảm đôi phu thê viên mãn này, hàng em bao đẹp không tì vết cho tất cả các bác ạ. Chất gỗ lành nặng liền lạc, mặt sau cũng như mặt trước ạ. Ở đây là phía xuống phía dưới ạ, bốn góc ạ, là những hình con rơi, rơi ngậm kim tiền. Dưới đây là đều được đục chuyện ạ. Phần rìu dưới được đục chuyện nha các bác. Hàng đục chạm thủ công ạ, bằng tay ạ, 100%. Phần rìu ạ, hàng gỗ dày dặn chắc chắn, được đục chạm những con rơi ngậm kim tiền. Chính giữa đây ạ, rơi thọ nha các bác. Ở đây ạ, có chạm những đường nét đục chạm ạ, được vanh cong uốn lượn ạ, cực kỳ là cầu kỳ và thủ công ạ. Và với bức bình phong gỗ chắc khảm một đôi phu thê viên mãn này, em cũng xin báo giá giao lưu, giá là 43 triệu, em bao miễn phí ship cho tất cả các bác. Và sản phẩm cuối cùng trong video clip hôm nay em muốn giới thiệu cho các bác, đó là một chiếc bàn kim tiền. Với chiếc bàn kim tiền này có chất liệu là gỗ vụ hay còn gọi là gỗ mật. Mà em đo thông số với chiếc bàn kim tiền có tổng chiều dài là 160 cm. Chiều cao chính giữa em đo là 92 cm. Sâu 42 cm nha các bác. Em đến gần và em quay chi tiết. Với phần rìu chính giữa đây ạ. Chính giữa đây đục chạm ạ, rơi thọ nha các bác. Và sang bên đây ạ là những con rơi ngậm kim tiền. Hàng đục chạm tỉ mỉ thủ công ạ. Rất chi tiết và sắc nét. Với chiếc bàn kim tiền gồm có hai chiếc ngăn kéo ạ, và có thể mở ra sử dụng được, đồ rất tiện nghi và thoải mái. Hai chiếc ngăn kéo nha các bác. Và đây là những đồng tiền ạ, được đục chạm ạ, nối dài nhau, được đục chạm chạy kín chiếc bàn kim tiền. Và dưới bàn có ba chiếc sàn ạ, để các bác có thể sử dụng ạ, được đồ trưng bày đồ thì rất là sang trọng ạ. Tất cả lòng ván bên trong lòng ván liền hết nha các bác, vân cực kỳ là đẹp. Chất gỗ cực kỳ dày dặn chắc chắn ạ. Các bác xem và có thể cảm nhận ạ. Những trụ chân ạ, dày dặn chắc chắn, gỗ lành nặng liền lạc, không có nứt nẻ cong vênh gì. Và nên đến mặt ạ. Lòng ván bên trong ván liền nha các bác, chất gỗ ạ. Chất gỗ vân gỗ rất là đẹp. Các bác có nhu cầu giao lưu với cơ sở đồ gỗ Bảo Đại ạ, là cơ sở em sẽ vào si sáp và làm bóng lại trước khi giao đến tận nơi cho các bác.
Và em cũng xin báo giá và giao lưu ạ với chiếc bàn kim tiền này, giá là 7.500.000, em bao miễn phí ship cho tất cả các bác. Các bác xem video thấy hay thấy đẹp có thể cho em một like, một đăng ký kênh, em có thêm động lực phát triển kênh, like những video mới để giới thiệu đến các bác nhiều sản phẩm hơn nữa. Các bác xem video chưa ký và nghe cho rõ có thể kết bạn với em qua số điện thoại cũng là số Zalo của em là 0944058115 để em có thể gắn chi tiết hơn và giao lưu với tất cả các bác. Em cũng xin dừng video ở đây, hẹn các bác ở các video tiếp theo.